Mua súng cái. Mua súng xong ra giết tụi nó nè. Một em, hai em, hạ được hai em các bạn, lượm súng nó đây. Trò này cũng online mà nó nhẹ hơn đột kích đó. Mình đâu giờ mình chơi thử mình thấy nó êm quá. Mức đồ họa cũng đẹp nữa. Các bạn nào mà cấu hình yếu yếu cái RAM tầm 2 GB, các bạn chơi cái main board nó cũng im nữa, không phải cặp màn hình đâu. Trời ơi, chơi bơm mù chết mẹ không, cũng hết hai thằng. Trời ơi, bắn bật ngửa con thằng luôn kìa. Ghê vậy. Chết mẹ bật ngửa rồi. Ngu, thằng ngu. Phóng xuống không nhìn anh mày đứng ở đây. Sang chơi súng nhắm thử đây. Ăn cướp dùng cướp biển Caribe. Ơi đậu má súng nhắm như cặn rồi. Rồi thua nó luôn. Bố mà chuyển sang AK. Let's go, let's go.